Rồi, hôm nay chúng ta đi qua tầng ren tiếp nha. Đi từ xe đạp nè, bây giờ có hai ba có một gia đình family đi đi bộ trước rồi, hai kinh. Còn mình đi xe đạp. Đây là sau Christmas nè. Bữa nay ngày mấy không biết, 25 nè. Christmas Day. Lạnh dữ ta. Lạnh quá. Em đi dẫn đường đi, không biết đường. Ôi trời ơi, lạnh quá vậy. Lạnh quá vậy. Đấy, anh đi dẫn đường nghe. Ra là chưa biết đường đi chỗ đó đâu. Ôi trời lạnh quá. Ôi lên dốc này cho lạnh đó. Ôi này ghi gì vậy? Mountain Lion. Siêu thị núi. Wow, lạnh ghê vậy. Kim lên này vào cái áo vô là đúng rồi không? Chút mình tính sao không? Áo nó mỏng mà. Cần thì bỏ vô bọc bọc thôi. Lên giống đi con. Lên giống đi. Trời ơi, cô bé bẩm sinh chạy tê tê. Còn quắt tay nữa. Ghê thật. Rồi, chút cái kia thì coi coi. Đi quay chút nữa đi. Cái này trong này đường đi cũng đẹp. Hai bên là hàng cây. Đuối. Chiên hót rồi luôn. Chiên hót nếu no. Xuống dốc là sẽ lên dốc. Lạnh quá. Rồi. Chờ một chút lên núi quay nữa nha. Ok. Quay luôn. Rồi, xuống dốc xuống nha. Nữa anh đi còn phải lên nữa. À, đi 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 từ từ đi. Rồi, từ. Wow, tháo áo ra lạnh rồi ha. Kỳ quá. Thì mới lại. Đó 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 đó. 800 triệu. Ôi giời, vô luôn, lên luôn nè. Đây là cái đường đẹp nè. Ở đây là quay ngang hai bên là cây cối đẹp nè. Đó, như là rừng Avatar vậy đó ha. Mấy cỡ kìa nghe, coi chừng nha. Đó, đường lên. Nè, chạy lên đây nè, chạy lên đây quay xuống nè. Đó, đó, đó. Rồi, lên dốc nha, dốc nhỏ nha bà con. Gì vậy, cái yên hả? Lên đây sửa cho, từ từ. Rồi, lên trên đây đi, lỡ kẹt đây nè. Lên coi, ơi. Lên ra. Mà chạy chứ. Ok. Rồi. Rồi xuống dốc. Cái thịt heo. Rồi nha, wow.
xuống như tên lửa nha. Wow, hơi bụi nha. Đây đập kiến vô nè, bụi kìa. Kiến vô cho đỡ kìa. Rất to. Rồi. Mày nghĩ Ly mua cái áo cho nó đỏ đỏ, mình vô phim nó đẹp nha. Xanh đỏ vàng tím gì mà nó neon đó, cho nó đẹp. Đúng rồi, cái xanh này có thêm màu khác nữa. Rồi, thôi biết con đường này chạy từ từ đi. Ra xuống dốc nè, mình để Hòa chạy trước đi được, nhưng mà không biết cái đoạn càng nhanh càng chậm gì. Ok. Ra mình chạy lẹ quá ta. Cái xe mới chạy lẹ quá ta. Có người nghe hay cơ. Nín thở. Hai cơ kìa. Con này hết núi. Wow, lạnh dữ. Wow, vô đây lạnh quá. Từ từ Minh ơi. Từ từ Minh ơi. Minh ơi. Hòa với chồng anh chạy lên đi, chạy lên. Chạy anh đi lên. Ơi. 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 Thử đi, thử đi, thử đi. Minh ơi. Rồi, lên được tới đây. Cái này nếu mà đi thêm một hơi nữa thì chắc hơi lên được. Nhưng mà nó hơi thấp thiệt. Hả? Còn một hơi nữa là lên được. Thôi hả? Thôi hả? Không, mình lên nữa hơi rồi còn hơi nữa. Nữa không Ly? Hả? Nữa thì thôi. Đúng rồi, đi đi, chăm anh xuống này rồi Ly. Thắng kêu rồi. Hola. Hello, 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 good morning. Minh ơi,
Đúng vô máy lạnh là thở cái. Đó, vô máy lạnh là trời ơi. Trời cốc các bạn ơi. Chậm chậm đi. Chậm chờ coi. Chậm chậm chờ làm sao nghe. Chậm chậm chờ làm sao. Hỏi anh này không? Rồi. Anh chạy đứng được tới cua quẹo chứ bộ. Không, lên cái chỗ nãy thì đứng là tới cua quẹo là lên chút cao cái là tới đó. Thì chỉ có cái cua quẹo cao đó thôi. Giờ đã đi đó là coi như 2/3 rồi. Đi chỗ nãy chắc 4/5 là cái kẹo ha. Hồi nãy không có quay. Bây giờ mới quay nè. 800 người view nè. Rồi. Rồi, hôm nay chúng ta vừa kết thúc qua trình trên. Đi một cái vòng xong rồi đi ngược lên dốc. Quay trình thiêu lại luôn. Nè, đi điểm thưởng rồi. Rồi, ok, chào nha. Chào nè. Rồi bye bye. Bye bye. Bye bye. Merry Christmas. Bye bye. Bye Tâm anh ơi. Merry Christmas luôn. Ok đâu.